Dạ thưa cha con, dạ thưa cha con Hồ Kim Ngân, Maria Hồ Kim Ngân con. Con nói to lên nói, con là Hồ Thiên Nhân hả? Con được 53 tuổi. Dạ thưa cha con ở bên Mỹ mới về. Dạ. Rồi đây là một người bên Mỹ mới về 53 tuổi. Con được ơn gì? Con nói to lên cho mọi người. Nói to lên. Dạ thưa cha con bị hở quanh tim, mà con bị hở quanh tim năm 2002. Rồi bác sĩ nói con là mổ tim, con có hội chẩn ở bệnh viện, có bác sĩ có kêu hội chẩn, xong rồi con mới đi chí hòa, con mới đi phòng chính xác của cha chí hòa, con mới cầu nguyện, xong rồi con mới đi ra bên Mỹ, con mới tái khám lại, con bị mệt, thì bác sĩ nói mày không có bị bệnh gì hết á, con không tin nữa luôn á, tại con có giấy hội chẩn mà. Rồi bác sĩ nói là mày không có bệnh, nên con mới nhớ lại là con đi, con được ơn Chúa chữa. Ơn Chúa chữa là bữa nay là con bỏ thuốc, con không còn uống thuốc tim luôn cha. Hallelujah. Để anh xem như cao kia quạt lên, còn những người khác thì vỗ tay ba cái như không có quạt nha. Càng nhiều người, chúng ta vừa mới nghe bài đọc 1 đó, càng nhiều người tạ ơn thì Chúa càng được tôn vinh. Càng nhiều người nói lên ơn lành Chúa ban và chúng ta tạ ơn thì Thiên Chúa càng được tôn vinh, nhớ không? Cho nên hallelujah, ai không có thì vỗ tay ba cái là tạ ơn Chúa, vỗ tay ba cái tạ ơn Chúa vậy đó, hallelujah vậy đó, hallelujah. Chị ở bên Mỹ, chị biết đến lòng Chúa thương xót để giáo điểm tin mừng nhà bè như thế nào mà hôm nay từ Mỹ chị bay về tới tận nhà bè để làm chứng cho Chúa. Dạ thưa cha, con bệnh con coi mở mạng coi cha, ngày nào con cũng coi cha làm lễ hết. Rồi con đi về, con đi lên đây 3 lần mà con được làm chứng, bữa nay con đi được lần thứ 4 con mới được làm chứng. Dạ thưa cha, con có điện về cho mấy bà bạn của con tại chỗ con ở bên Đạo Phật không ạ? Rồi mấy bà bạn con có lên đây thì mấy bà được ơn hết á. Con có điện về, con kêu mấy bà bạn con đi. Mấy bà Đạo Phật ở Việt Nam hay bên Mỹ? Dạ, bên Việt Nam, dạ. Dạ, mấy bà bệnh cũng như nhít giò, kia mấy bà bị tĩnh mạch, rồi kia đó, mấy bà hôn với đi, mấy bà khỏe. Mấy bà cũng đi lên đây nhiều lần lắm cha. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa đang làm cái điều lạ lùng. Các tông đồ Giacôbê mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay được mời gọi ra đi là để loan báo tin mừng. Các con hãy đi loan báo tin mừng đến tất cùng thế giới. Và sứ vụ ấy được tiếp nối cho đến tận ngày hôm nay. Giáo hội của chúng ta là giáo hội lữ hành, luôn luôn là ra đi, luôn luôn là truyền giáo, luôn luôn là loan báo tin mừng. Và Chúa đồng hành với chúng ta. Chúa nói các con hãy đi loan báo tin mừng và Thầy ở cùng các con, và Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Đáng lý ra việc loan báo tin mừng tại Việt Nam là những người biết đến lòng Chúa thương xót tại Việt Nam loan báo cho những người ở địa phương của mình. Ngược lại, Chúa lại dùng một người ở bên Mỹ mà loan báo lòng Chúa thương xót cho những người ở Việt Nam. Đó là một cái lạ lùng. Cái thứ hai, Chúa dùng người Công giáo ấy lại loan báo cho người Phật giáo. Đó là hai cái lạ lùng. Cái lạ lùng thứ ba là những người Phật giáo ấy đã đến đây cầu nguyện và đã nhận được ơn lành của Chúa. Họ không lên làm chứng được, mà một người bên Mỹ về đây 3 lần không được, bịa đến lần thứ 4 mới lên đây để mà làm chứng cho chính bản thân mình và cho những người bạn Phật giáo đã được ơn của Chúa. Đó là những cái điều lạ lùng, quyền năng phi thường của Chúa đang làm những cái điều lạ lùng tại cái bình sành mỏng giòn nhà bè này. Hallelujah. Chị sắp về. Ngoại con nó bị bệnh tự kỷ á cha. Rồi con kêu, con điện về con kêu mẹ nó lên đây, lên mẹ nó lên được 3 lần. Bữa nay cháu ngoại con này 5 tuổi rưỡi rồi, bữa nay nó biết nói rồi cha. Nó kêu mẹ ơi được rồi, nó bị đi bệnh tự kỷ. Dạ thưa cha. Hallelujah. Đấy cũng vẫn là cái người từ Mỹ mà nhắc cho người Việt Nam đi đến giáo điểm tin mừng để mà được ơn.
cho thấy Chúa có nhiều cách cứu, cái đường lối của Chúa mình không biết được. Và chị sắp đi Mỹ rồi, phải không? Tôi gửi chị tất cả những cái gì có thể được để chị sang bên Mỹ, chị loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cái máy mới nhất. Với những bài giảng chứng nhân bài mới nhất, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót để chị lái xe. Bên đó móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là trần chuỗi lòng Chúa thương xót, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho chị về Mỹ loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót cho mọi người. Rồi xin mời anh bạn đây đây.